Cùng thưởng thức mực đom đóm hấp của Nhật Bản với Linh nha mọi người. Mực đom đóm thường được bán theo hai hình thức, một là ăn sống giống như video trước Linh có làm, còn hai là người ta sẽ hấp chín như vậy nè mọi người. Nhìn dễ thương ghê ha mọi người ha. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với Linh nha. Linh có ngâm một số con ở trong chén nước tương nè mọi người. Đây. Món này thì người ta sẽ ăn cùng với lại nước tương và wasabi. Mình sẽ cho lên đây một ít wasabi nha mọi người. Cái này là wasabi tươi mình được cửa hàng tặng luôn á mọi người. Nó được mài ra từ củ wasabi chứ không phải là cái wasabi dạng tuyết bình thường nha. Mời mọi người